Anh em à, em tiếp tục à, lên lửa bổi với anh em nha. Lửa bổi này à, có con cám rồi, có con chưa nha. À, chim thì à, lông lá à, nói chung vô mùa này thì à, cũng đang thay lông à. Thì à, em bán đây à, đồng giá là 200.000 một con nha. Để em à, quay cụ thể từng con để anh em à, xem cho nó rõ. Đây à, con lửa lồng số 10 à, lồng kẽm lớn số 10 nha. Tại em quay à, lồng kẽm lớn à, lồng kẽm số 10. Con này thì à, đuôi nó chắc khoảng à, 14, 15 gì á. Dạ. Mẫu à, chung nhỏ và chung chim. Nó đứng nó hóng. À, lửa bổi bên em là không à, cột cắn không gì hết nha anh em nha. Dạ. Đây à, con lửa lồng số 10 200.000 nha anh em. Đó, xuống ăn sâu nha. Rồi à, con lồng số 11 à, con này thì à, đuôi nó khoảng à, 16 à. Đó. Con này à, rất là mập chim nha, nhưng mà à, không phải à, chín to đâu mà hôm nay mà tỉnh chim chưa. Con lồng số 11 nha anh em, cũng là 200.000 nha. Nó cứ à, hóng đồ ăn gì bên đây em cũng không biết nữa. Đó, nó cứ à, hóc hóc qua đây nó hóng cái gì rồi em không biết. Lồng số 11 nha anh em, 200.000. Rồi con à, lồng số 12 à, con này tướng to nha, lông đuôi thì à, bị à, gãy mất vài cọng nha. À, thì à, lửa thì cái mùa này à, mình à, chấp nhận à, tại à, mùa này vô mùa à, rất lông của nó mà. Rồi con lồng số 12 nha anh em, cũng là 200.000, đánh đuôi tập đó. Đó anh em nha. Dạ. Rồi con lồng số 13, con này à, bộ to nha anh em, bộ to đuôi cũng à, rụng. Mua cái dạng này thì à, nó cũng à, hên xui lắm anh em, có con ra đuôi dài, có con nó ra đuôi ngắn hả. Lồng số 13 nha anh em, cũng là 200.000 nha. Rồi con là lồng số 14 à, con này thì à, hồi nãy nó à, bị sảy nên là em vồ lại nó hơi nhát chim à. Đó thì à, đây, nhưng mà bộ con này thì đẹp lắm nha anh em, cũng là 200.000 nha. Rồi đây con lồng số 15, con này đuôi khoảng 16 năm sen à, bộ mini nha anh em. Đó. Rồi lửa lồng số 15 nha anh em, 200.000 nha. Rồi để em lên hai con, hai con lửa nữa mà đủ lông đuôi nha, để em lên tiếp hai con này. Rồi con lồng số 16 à, con này bộ rất là nhỏ nha, con này đuôi 11,8 cm. À, nhảy xuống uống nước đây anh em. À, con này còn zin đuôi rừng nha, 11,8 cm à.
Con này em bán là 350.000 nha, lồng số 16 à. Rồi lại tiếp tục lên một con cực kỳ đẹp cho anh em à. Rồi con lửa lồng số 17 à. Con này là đuôi 11,9 cm à. Con này em bán cho anh em là 350.000 nha, 11,9 cm, lồng số 17. Đẹp không anh em? Đó. À rồi, anh em hôm bữa dặn manh manh á thì cứ lấy giùm em nha, em về có mấy cặp anh em mà dặn thôi nha. Rồi để em lên mớ than bổi cho anh em nha. Than bổi à. Thì đây. À than bổi mùa này á anh em chơi nó rất là tiện à. À tại sao nói là tiện? Thì mùa này bắt đầu vô chuẩn bị chắc giỏi lắm nửa tháng nữa là bắt đầu xuống lông anh em. Thì anh em cột cánh ép thuần á thì xong nó thay cái bộ lông đó luôn, cực kỳ tiện đó. Mùa này á thì hiếm tiệm dám về than bổi lắm mà, tại con than nó sẽ bị xuống lông thì người ta sợ ôm lông, nhưng mà đối với em thì không có đâu. Em lại khoái chim xuống lông lắm, tại bên em cột cánh sẵn như vậy nè. Đó thì ép dạng luôn là than bổi nha anh em. Than bổi bên em bán là 350.000 à. 350.000 một con nha. Rồi đây con lồng số 1 nha anh em. Cột cánh thì nó không có ra được bóng bộ đẹp đâu, cho nên là không có thấy được cái bộ sệ cánh hay là bộ đánh đuôi gì đâu, tại cột cánh mà nó sẽ bị vướng à. Rồi lồng số 1 nha anh em. Rồi lồng số 2 à. Rồi than bổi em bán là 350.000 nha anh em. Con nào cũng vậy hết à. Nó nhảy rồi cái xong nó vướng cánh nè, nó cứ đu lên vậy. Đó, em rất là khoái ép dạng như vậy. Rồi than bổi lồng số 3 nha anh em. Con này rất là cao cầu nha, con lồng số 3 này cao cầu lắm nha anh em. Rồi con lồng số 4 à, con này thì rất là xinh ấy đuôi à, rất là xinh đánh đuôi à. Đó thì than em mới về thôi cho nên là nó không có được dạng lắm đâu, em mới về tức thì hồi trưa nay à. Ôi trời ơi, con lồng số 5 anh em. To đùng. Rất là to nha anh em. Đối với em to cũng như nhỏ. Em nhập hàng sao em bán anh em giá vậy. Cho nên là anh em yên tâm, em không có lọc hay là ôm riêng gì đâu. Thì một tí nữa anh em xem những cái lô mà hàng tuyển á thì em còn sót lại con, thì anh em xem thử coi con lửa bắt nó ra làm sao nha. Tí nữa cuối clip em sẽ lên con lửa bắt cho anh em xem. Em ôm lại đợt trước à. Em đối với cái cách thuần than dạng này nè thì em thuần nhanh lắm à. Con đối với con than đó thì nó khoảng hơn một mùa rừng, nhưng mà em ép bây giờ nó cũng dạng lắm rồi. Rồi con này con lồng tre nha anh em.
con này cái bộ ngực rất là đầy. Đó, không dài chim đâu. Nhưng mà cái ngực nó kinh khủng lắm anh em ạ. À, con lồng số 4 khè nha anh em. Đó, con lồng số 4 đây nó khè nè anh em. Con đứng dưới á, đứng dưới đỉnh lồng. Đó, phải không? Con lồng số 4 khè. Rồi. Con lồng tre cũng vậy nha anh em. Đối với lồng tre cũng 350 nha. Rồi con lồng số 5 mà lồng số 6 à. Ô con này mập ú. Mập nhưng mà ngắn đòn nha anh em. Rất là mập chim nhưng mà ngắn đòn nha. Lồng số 6 nha anh em. 350 à. Rồi con lồng số 7. Thôi à, nói về bóng bộn chim để anh em tự thẩm. À, tí nữa em mất nước anh em cái con lồng này cứ nhảy lên là xòe đuôi, nhảy lên xòe đuôi, tí em sẽ mất nước à. Rồi con lồng số 7 350 nha anh em. Đây cái con em muốn mất cho anh em đây. Con này dạ rất là nhảy xòe nha, rất nhạy xòe luôn nha. Lồng số 8 nha anh em. Tương đối tỉnh chim à. Rồi lồng số 9 nhát nha. Mấy con nhát nhát vậy mà anh em mà thuần thì em nói chơi hơi bị đã luôn á. Rồi lồng số 10. Ôi dồi ôi, lồng số 10 hàng bự á nha anh em. Lồng số 10 to dài nha. Đây. Con này mà anh em không bắt nữa thì thôi đi chứ. Cực kỳ to, lồng số 11 nha. Cực kỳ to, cực kỳ tỉnh chim. Em đang đứng gần để em quay nha, biết là có cục cánh nhưng mà đang đứng gần quay nha. Lồng số 11 nha anh em. Rồi lồng số 12 à. Và đây anh em, lồng số 13. Thì như em thường nói thì lồng số 13 thông thường em sẽ để những con chim rất rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ nha. Hôm nay là nói với em mà về quá nhiều chim cho nên là không thể làm như lọc con nào đẹp được à. Đó, không lọc để mà đưa vô lồng số 13 được. Nhưng mà nếu mà anh em bắt á thì em nói nè, đây. Lồng số 11 nha anh em. Quá đẹp con chim. To dài đó, tỉnh chim, kèm theo con lồng số 10 nữa đây à. Đó, nói chung là 10 và 11 anh em cứ tin em, cực kỳ đẹp chim. Em cũng mới về được một mớ lửa thuộc thì chắc em chưa có bán được đâu à, tại lông lá nó đang thay như vậy nè. À, toàn bộ của em đuôi từ 19 cho đến 22 nha. Lửa thuộc à. Đây. À, con này đuôi 22 đây à. Tôm lụa đàng hoàng nha. Để em quay tiếp cho anh em ít than nữa nha. Rồi than trong lồng lớn nha anh em. À, số 14 à. Con này lông lá cực kỳ ôm, rất là ôm lông nha. Lồng số 14 nha anh em. À, em không cố tình là ấy nhưng mà không cố tình lọc ra lồng 13, 14 nhưng mà thực chất là đợt này lồng số 14 đẹp nha.
rất là ôm lông à. Rồi lồng số 15 mà. Lồng số 16, con này là rớt hoài cộng lông cắn rồi. Ngực to nha. Lồng số 16 ngực rất là to nè. Rồi. Lồng số 17. Con này lông lá hơi xấu mà chim rất là cao cầu à. Con này ngón sâu của chân phải đang ê rồi à. Thôi rồi, con lồng số 17 này em hoặc là em không bán, hoặc nếu em bán em sẽ bán cho anh em với giá là 200.000 nha. Lồng số 17, riêng lồng số 17 200.000 nha anh em. Ngón sâu chân phải em thấy là không có bóp, không có ôm cầu thì em cũng đã anh em sổ số luôn. Là không biết là nuôi nó có ôm lại cầu hay không, chứ toàn bộ chim em cũng mới ra cả. Rồi lồng số 18 à. Con này bộ rất là ngắn đòn nhưng mà ngực to, cao cầu, ngắn đòn nhưng mà lại cao cầu nha. Lồng số 18 nha anh em. Đó thì toàn bộ than bổi là em để cho anh em với giá là 350.000 nha. Rồi đây cái em lên tiếp cái dòng này cho anh em à. Cưỡng siêu to khổng lồ. Để em quay ngoài đây cho sáng. Em đợt này về được ít cưỡng thôi à. Cơ bản là những con này là nó biết tự mổ hết rồi nha. Biết tự mổ rồi nha anh em. Để em quay mấy con ngoài đây cho sáng. Đây nhìn thấy không? Đó, cơ bản là biết tự ăn rồi nha anh em. Đó, thì tại sao em nói là cưỡng siêu to khổng lồ. Cái dòng cưỡng này á, em lấy đợt hàng này rất là to. Em nói rất to luôn nha. Đó. Rất là to luôn. Để làm sao để cho Nam ơi quay lên đấy. Đây để em cầm tay cho anh em xem nó bự đến cỡ nào nha. Anh em siêu to khổng lồ mà. Đây nắm tay của em. Rất là to nha anh em nha. Đó, toàn bộ là lên cầu và đang tập ăn, và nói chung có nhiều con cũng ăn cứng rồi, giống như hồi nãy em quay á. Rồi để đây còn em cũng lên sáo cho anh em à. Sáo này á thì lên cầu hết rồi nha anh em, tất cả lên cầu. Quá bán ở trong đây là nó đã là mổ rồi, quá nữa. Đó, toàn bộ rất là khỏe mạnh nè. Thì em vẫn cho ăn cám đây à. Được không anh em? Đó. Chim rất là khỏe mạnh nha anh em. Rồi ok anh em, cái này là bây giờ hiện tại nha, sáo á, em nói là riêng sáo lên cầu đang tập mổ đây à, em để cho anh em là 250.000 nha. Sáo 250.000 nha. Còn cưỡng đã mổ này rồi nè. Cưỡng mổ này rồi nè. Cưỡng lớn nha, cưỡng rất là to nha. Con này thì em để cho anh em là 220 nha.
cưỡng 220 nha anh em. Cưỡng lên lên cầu rồi, mổ rồi. À, rồi anh em bên em là hiện tại bây giờ là bên em khuyên, số lượng khuyên của em bên em còn khoảng chắc hơn 100 mà. Đó, khuyên thì còn khoảng hơn 100 mà. Đó, thì ok anh em. Thôi cái clip này hơi dài. Và cái clip này là cái clip em nghĩ là chắc cái clip sau cùng em đăng vào buổi tối. Thể theo yêu cầu của anh em á thì em sẽ lên clip vào buổi sáng. Buổi sáng thì cái khung giờ để em cố định luôn để anh em tiện theo dõi, tiện xem và ủng hộ cho tiệm. Thì thôi em cố định khung giờ 8 giờ sáng hàng ngày nha anh em. 8 giờ sáng nha, thì em lên clip. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi chúc anh em vui vẻ nha, sức khỏe. Con thang, à quên, để em nói em để anh em xem con thang nuôi nó. Nam quay cho anh Nam. Thay lông chữ xong nha, hót bấy bá móc ra là hót đó. Thì còn bộ lông đuôi chữ xong con này thì trong cái những cái lô hàng thăng bổi mà hàng tuyển á, em thuần lại cũng được tầm 2 tháng mấy rồi đó. 2 tháng mấy lông đuôi nè, lông đuôi đang đụng nha, lông mình là xong rồi nha anh em. Nhìn bộ cánh đó nè, đẹp không anh em? Đó thì sẵn đây em nói luôn về cái than á, mùa thay lông anh em hay chùm và để bẩn để con chim thay lông nhanh, nhưng như vậy thì vô hình chung thì mình làm con chim nó sẽ hay bị sâu lông. Sâu lông thì khi anh em mà phơi nắng á, mà nó bung cái bộ lông ra, bung bộ cánh bộ đuôi ra thì anh em sẽ thấy những cái lỗ chỗ là nó bị con sâu, nó con mạc á, nó cắn lông á. Nó cho nên là khi thay lông á thì anh em vẫn cho ăn chế độ bình thường nha, bổ sung thêm mồi tươi và hạn chế treo nắng, chỉ treo chỗ mát thôi. Có phơi nắng thì phơi nắng sớm tầm 7 giờ đến 7 rưỡi thôi nha. Đó, còn có những khu vực mà nắng mà không có sớm được như vậy á, có nghĩa là mặt trời lên ánh nắng á, mà nó trễ trễ thì anh em cứ phơi tầm khoảng 15-20 phút thôi, đừng phơi lâu nha. Và xong sau đó thì treo vào chỗ mát. Đây anh em thấy chim bộ kinh khủng không? Rồi, chào anh em nha, cảm ơn anh em xem clip nha.